Trân trọng kính chào quý vị và mời quý vị nghe tiếp tập 2 của Thiên Hồi Ký Cao Nguyên sau ngày đình chiến tác giả Vương Mộng Long Trân trọng kính mời quý vị Trận con xâm lúc năm 1974 tôi đang tiếp tục công việc bốc toán, thả toán thì có tin địch chuẩn bị đánh con tâm quân đoàn nên ra lệnh cho tôi đem quân lên quân tôm yểm trợ cho quân bạn. Vì đại đội 2 trinh sát của Trung Ít Điệp đang hành quân ở Thanh An. Do đó tôi chỉ đem theo trung đội viễn thám của phòng 2. Tôi có tổng cộng 6 toán viễn thám. Hiện thời trong vùng Lệ Minh có một toán đang hoạt động. Vì thế tôi phải cho một toán ở lại Pleiku để làm trừ bị cho Lệ Minh. Trưa ngày 10 tháng 3 năm 1974. Tôi cùng bốn toán viễn thám còn lại đã có mặt tại hậu cứ Liên đoàn 22 Biệt Động Quân nằm trong thành phố Con Tum. Thi hành lệnh của Đại tá Liều Thọ Cường, tư lệnh phó sư đoàn 22 Bộ Binh, người đang chỉ huy mặt trận Con Tôm, trưa ngày 11 tháng 3 năm 1974, tôi đã tung hai toán viễn thám vào săn tin vùng 5 số Đông Bắc, cầu con xâm lúc trên liên tỉnh lộ 5B vì có mật báo rằng địch sẽ chuyển quân của sư đoàn 3 Cộng sản từ Bình Định lên để tập kích quân ta. Liên đoàn 22 Biệt động quân hiện thời không có sĩ quan ban hai không có trinh sát và viện thám nên Bộ Tư lệnh Tiền Phương Sư đoàn 22 Bộ Binh yêu cầu tôi có mặt bên cạnh Bộ Chỉ huy Liên đoàn 22 Biệt Động Quân để trực tiếp yểm trợ tin tức chiến thuật cho đơn vị này. Vì thế, thả quân xong, tôi đáp xuống vị trí hành quân của Liên đoàn 22 Biệt Động Quân. Chiếc xe giết của tôi đã có mặt ở đây từ chiều hôm qua. Ban chỉ huy viễn thám của tôi chỉ có ba thầy trò, là tôi, thiếu tá Vương Mộng Long, hạ sĩ Nguyễn Ba và anh binh nhất tài xế Lê Văn Tới. Thầy trò tôi tạm trú trong một căn lều trung đội nơi cửa lều có cây anten 292. Trong lều có cái bàn gỗ, trên đó là ba cái máy PRC-25. Trong khi ông ba và ông tới lo trực máy và thổi cơm thì tôi vào phòng thuyết trình của liên đoàn để thăm ông trung tá liên đoàn trưởng. Đây là lần đầu tôi giáp mặt ông trung tá Nguyễn Thành Tiên. Ông trung tá Tiên mới từ trong Nam ra nhận chức vụ liên đoàn này không lâu. Người tiền nhiệm của ông Nguyễn Thành Tiên là Trung tá Dương Đức Mai thì tôi quen. Đây cũng là lần đầu tiên ta biết mặt ông Thiếu tá Phú, trưởng ban ba của liên đoàn. Sáng ngày 16 tháng 3, hai toán viễn thám báo cáo không có chỉ dấu gì, nhưng tiền đồn của tiểu đoàn 95 biệt động quân ghi nhận đang bị địch pháo kích Vừa lúc đó thì chiếc trực thăng dành cho viễn thám đáp xuống bốc tôi đi. Máy bay của tôi vừa ngóc lên cao khỏi ngọn cây thì bộ chỉ huy liên đoàn 22 hành quân bắt đầu lãnh pháo của Việt Cộng. Tôi bay về hướng Bắc được chừng 5 cây số thì đã thấy khói trắng, khói đen bay lên cuồn cuộn từng cột. Ba bốn ngọn đồi cao nằm sát bờ sông Đáp La cùng bị địch tấn công một lúc với đủ loại pháo trận đánh mới mở màn, Việt Cộng đã sử dụng tối đa hỏa lực pháo nặng nhẹ để áp đảo quân ta. Địch bắn không tiếp đạn, số trái phá rơi trên những ngọn đồi mục tiêu, phải nói là hàng ngàn trái đủ loại. Từ trên cao, tôi thấy hàng chục vị trí súng địch nằm lộ thiên trong khu vực Bình Nguyên hướng đông, suối Đắc Lăng. Địch đã tiến quân theo trục lộ song song với suối Đắc Lăng con đường này nối quốc lộ 14 với con sâm lúc do chúng mới thiết lập được cách nay không lâu. Trên vùng, phòng không của Việt Cộng đan nhau chằng chịt như đan lưới. Vì thế tôi cứ phải thập thò xa xa, không dám sát tới gần. Vào giờ đầu trận chiến, thì trên trời con sâm lúc đã có một chiếc trực thăng bay vòng vòng. Chiếc CNC đó không chở trung tá Nguyễn Thành Tiên liên đoàn trưởng liên đoàn 22 biệt động quân mà lại chờ ông thiếu tá Nguyễn Phán, sĩ quan pháo yểm của liên đoàn cùng một phụ tá của ông là một thiếu úy tiền sát viên. Hình như chiếc trực thăng này đã bị phòng không bắn nên quay đi, quay lại, tôi không còn thấy nó nữa. Sau này tôi nghe tin báo rằng hôm đó có một trực thăng của phi đoàn 229 bị trúng đạn của Việt Cộng trong vùng đông con sâm lốc rồi bị rơi trên khu vực rừng cây thưa gần đồi ba chấm hướng nam con tông không rõ chiếc máy bay này có phải là chiếc cnc đã chở thiếu tá phán hay không đúng nửa giờ sau pháo địch đột nhiên chấm dứt vì bụi dày đặc quá tôi không nhìn rõ những gì đang xảy ra dưới đất nhưng trong tần số không lục của phi cơ tôi nghe quân bản báo cáo rằng việt cộng đang tiến lên địch đông như kiến. Trinh sát cơ của ta thông báo rằng hiện thời lực lượng bôn tập của Việt Cộng đã tràn qua hai cái tiền đồn và đang ào lên ngọn đồi chỉ huy của tiểu đoàn 95 biệt động quân. Viên sĩ quan đều không tiền tuyến gọi liên đoàn 22 và đề nghị pháo binh đánh tiếp cận để giải tỏa bớt áp lực của địch cho tiểu đoàn 95. Nhưng không ai đáp lại yêu cầu của anh. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 95 biệt động quân là thiếu tá Đỗ Văn Mười, sĩ quan khóa 19 võ bị. Trước đây, thiếu tá Đỗ Văn Mười là cựu tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 34, liên đoàn 6 biệt động quân. Sau khi thụ huấn khóa học bộ binh cao cấp, anh Mười đã thuyên chuyển ra quân khu 2 và nhận chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 95 biệt động quân. Đây không phải là lần đầu anh tới cao nguyên, mà khi còn ở Liên đoàn 6 Biệt Động Quân, anh đã từng tham dự những trận đánh lớn trên cao nguyên vào mùa hè 1972. Nhưng chiến trường cao nguyên 1900 hiện thời đã khác xưa nhiều. Địch đông hơn ta, mạnh hơn ta nhiều lắm. Hầm chỉ huy bị pháo sập, thiếu tá Đỗ Văn Mười và nhiều binh sĩ khác đã bị thương nhưng họ vẫn cố gắng chiến đấu để chờ tiếp viện. Sau 2 giờ cầm cự một cách tuyệt vọng, Thiếu tá Đỗ Văn Mười đã yêu cầu máy bay thả bom ngay trên đầu mình để cùng chết với địch quân. Hôm đó, sĩ quan điều không tiền tuyến của Bộ Tư lệnh Tiền Phương, Sư đoàn 22 Bộ Binh là Thiếu tá Ái, khóa 18 bộ bị. Anh Ái đã nghẹn ngào, trả lời người đàn em khóa 19 của mình Ôi, hôm nay mình không có phi tuần nào cả, 90 ơi! 90 là danh hiệu truyền tin của thiếu tá Đỗ Văn Mười, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 95 Biệt Động Quân. Thiếu tá Đỗ Văn Mười đã bị Việt Cộng trói tay dẫn đi đúng vào ngày kỷ niệm sinh nhật của anh ấy. Cùng chung số phận với thiếu tá Đỗ Văn Mười là thiếu tá Phan Văn Tranh, Tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 95 biệt động quân cũng thành một tù binh. Tới năm 1982, anh Đỗ Văn Mười mới được thả ra từ trại cải tạo Z30A. Hiện thời, cựu thiếu tá Đỗ Văn Mười đang định cư ở Florida, Hoa Kỳ. Vào thời điểm tiểu đoàn 95 lâm nguy, thì bộ chỉ huy của tiểu đoàn 62 cũng đang bị Việt Cộng pháo khích hai đại đội của tiểu đoàn 62 nằm ngay dưới chân đồi đóng quân của tiểu đoàn 95 đã bị mất liên lạc. Không rõ số phận ông Thiếu tá Phước, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 62 biệt động quân, người chỉ huy cánh này hiện giờ ra sao. Trung tá Trịnh Ngọc Điệp, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 62 biệt động quân, phải thu quân về cố thủ nơi ngọn đồi thấp ở gần cầu Con Hơ Drang chiến trận ngày hôm đó, quân ta đã hoàn toàn không có pháo yểm. Dù nằm cách trận địa chưa tới 5 cây số, nhưng hai khẩu đại bác 155 ly của ta hầu như vô dụng chỉ vì vị trí pháo binh này liên tục bị cối 82 ly và 120 ly của cộng quân cầm chân. Các pháo tủ của ta lo chuyện phản pháo còn chưa xong, thì mong gì có chuyện yểm trợ cho quân bản chứ. Về phần không yểm cũng thế. Hôm đó không có bóng dáng chiếc oanh tạc cơ nào của không quân Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 17 tháng 3, tôi được lệnh thu hồi hai toán viễn thám. Tôi hoàn tất công tác và về tới phi trường Con Tâm thì trời đã tối. Sáng ngày 18 tháng 3, tôi nghe Liên đoàn 22 báo tin rằng từ lúc rạng đông, tiểu đoàn 62 đã bị địch pháo kích và tấn công rất dữ dội. Trung tá Trịnh Ngọc Điệp Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 62 biệt động quân đã phải bỏ vị trí rồi dẫn quân lội qua sông Đáp La chạy bán mạng. Trưa ngày 18 tháng 3 năm 1974, một tiểu đoàn của trung đoàn 40 bộ binh được gửi vào con Sêm để tiếp cứu cho biệt động quân. Nhưng đơn vị này đã sớm bị đánh tan ngay sau khi đi qua vị trí trú quân của bộ chỉ huy liên đoàn 22 biệt động quân chừng hai cây số trong trận con sâm lúc tôi nhận thấy một điều lạ là trung tá nguyễn thành tiên là liên đoàn trưởng liên đoàn 22 biệt động quân mà suốt từ đầu trận tới cuối trận tôi không nghe tiếng ông ta trên máy hầu như mọi lệnh lạc trên tần số đều do thiếu tá phú và một chuẩn ủy phụ tá ban ba của liên đoàn phát đi Vài ngày sau, tại phòng hội của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 ở Pleiku, tôi đã được nghe phòng 2 quân đoàn 2 thuyết trình rằng ngày 16 tháng 3 năm 1974, hai tiểu đoàn biệt động quân 62 và 95 đã bị hai trung đoàn bộ binh và một trung đoàn pháo của sư đoàn F-10 tấn công trong vùng con sâm lốc, ta thiệt hại nhẹ, tổn thất địch không rõ. Ngày 18 tháng 3 năm 1974, một trung đoàn địch đã tập kích tiểu đoàn 1. Trung đoàn 40, tại vùng Bắc Con Sâm Lúc, ta, một số quân nhân thất lạc. Địch không rõ. Mặt khác, diễn tiến trận Con Sâm Lúc đã được ghi lại một cách chi tiết hơn trên những trang quân sự sau này của quân đội nhân dân Bắc Việt. Ngày 16 tháng 3 năm 1974, Trung đoàn 28, sư đoàn F-10 và một tiểu đoàn pháo hạng nặng và tấn công tiêu diệt tiểu đoàn 95 biệt động quân. Ngày 18 tháng 3, trung đoàn 24 của sư đoàn F-10 và một tiểu đoàn pháo hạng nặng đã đánh tan tiểu đoàn 62 biệt động quân. Như vậy thì tin tức từ cả hai phía ta và địch đều xác nhận rằng sư đoàn F-10 mặt trận B-3 là đơn vị chủ công của trận con xâm lúc tháng 3 năm 1974. Sư đoàn F-10 là đơn vị mới thành lập, nhưng những trung đoàn bộ binh chủ lực của sư đoàn này lại là những đơn vị sừng sỏ đã có mặt trên cao nguyên từ lâu lắm rồi. Đơn vị nòng cốt được quy tụ để hợp thành sư đoàn F-10 gồm có trung đoàn 4 pháo binh và 3 trung đoàn bộ binh là trung đoàn E-66, trung đoàn E-28 và trung đoàn E-24. Tôi đã có dịp đỏ sức với các đơn vị bộ binh Cộng sản này nhiều lần trong thời gian từ năm 1967 tới 1970. Theo tôi thì Trung đoàn E66 là đơn vị đáng gờm nhất. Xế trưa 18 tháng 3, tôi nhận được tin từ Pleiku cho tôi hay trong thời gian tôi vắng mặt thì toán viễn thám đang hoạt động trong vùng Pleiku Dè Rèn có một người lên cơn sốt rét cấp tính cần bốc cấp. Hôm đó, tại tư gia đại tá Phạm Di Tất có một vị khách của ông Tất. Đó là đại tá Trần Khắc Kính, sĩ quan phụ tá hành quân, sư đoàn 22 bộ binh. Ngày xưa, thời đệ nhất Cộng Hòa, thiếu úy Phạm Duy Tất là đồ đệ của thiếu tá Trần Khắc Kính. Tới nay thì hai người cùng mang lon đại tá nhưng tình thầy trò vẫn không thay đổi ông đại tá kính là tay tổ của lực lượng đặc biệt thời cụ nhiệm nên nghe biết có một toán viễn thám của tôi đang bị nạn ông đã tự nguyện dẫn máy bay vào vùng bốc toán thành công nhưng tới khi thả toán thì xảy ra chuyện chẳng lành viễn thám viên thứ nhất vừa ra khỏi phi cơ thì bị việt cộng bắn trực thăng chở đại tá kính và hai anh viễn thám còn lại phải gấp rút bốc lên cao để tránh đạn sứ mạng gián đoạn ta thiệt mất một người không rõ sống chết ra sao thế là chiều ngày 18 tháng 3 tôi phải đem quân về pleiku ngay để những ngày sau liên tục bay vòng vòng trong vùng tìm ánh chớp từ gương cấp cứu của anh lính mất tích tới ngày thứ ba thì anh ta về tới Pleiku tay không vũ khí, sợ bị quân ta ngộ nhận bắn nhầm. Anh viễn thám này đã phải giấu khẩu AK-47 dưới một cái cống trên đường Vĩnh Lộc nằm bề hướng Tây, song song với quốc lộ 14. Sau tai nạn này, tôi nghĩ ra cách tung quân xâm nhập bằng đường bộ. Thời gian này ta có một căn cứ hỏa lực tạm thời có tên là căn cứ hỏa lực 522 nằm cách phi trường Lệ Minh chỉ trên 10 cây số. Viễn thám của tôi có thể vượt qua lộ trình này trong thời gian trên dưới 2 tiếng đồng hồ. Tôi đích thân chở toán tới căn cứ 522, rồi ở đó suốt đêm theo dõi toán vào vùng. Từ đó tôi nhận ra rằng đi bộ vào vùng khi đêm xuống an toàn hơn dùng trực thăng rất nhiều. Tại sao mình cứ phải nhờ trực thăng chứ? Về Pleiku, tôi đã viết một bản tường trình chi tiết đề nghị rằng từ nay chúng tôi không cần phương tiện trực thăng để duy trì điện đài quanh lệ minh nữa. Quân đoàn chấp thuận đề nghị này ngay. Từ đó, tôi giao việc tung toán, thu toán bằng đường bộ cho thiếu úy Võ Văn Phương, sĩ quan phụ tá phòng 2. Sẵn dịp có ông thiếu tá, Trương Hoàng Phi vừa mãn khóa bộ binh cao cấp trở về. Tôi đề nghị với đại tá chỉ huy trưởng để ông Phi thay thế tôi. Ông thiếu tá Trương Hoàng Phi là một sĩ quan gốc lực lượng đặc biệt đàn em của đại tá Phạm Di Tất. Khi còn là đại úy, ông Trương Hoàng Phi đã từng đảm đương chức vụ trưởng vòng 2 của C2 lực lượng đặc biệt thời kỳ 1969 đến năm 1970, nên ông không ngỡ ngàng gì với công việc này vì thế đại tá phạm Di tất đã vui vẻ chấp thuận đề nghị của tôi tôi vào playmer bàn giao xong tôi xin đại tá tất cho phép tôi nghỉ vài ngày để thu xếp chuyện gia đình mỗi lần nhận đơn vị mới tôi đều phải đem vợ con về gửi bên ngoài kỳ này tôi vào playmer nên vợ tôi lại phải về ban thuật nương nhờ dưới mái nhà của bố mẹ vợ tôi tội nghiệp vợ tôi. Một nách hai đứa con thơ lại đang mang bầu đứa con thứ ba sắp tới ngày sinh. Gia tài của vợ chồng tôi chỉ có hai cái vali áo quần, một thùng sữa bột SMA và một thùng tã lót của con nít. Lo xong chuyện gia đình, tôi mới bình thản lên đường ra tiền đồn. Thời gian này nhiều bạn cùng khóa 20 võ bị của tôi đã tìm cách lui về tá túc trong các quân trường trung tâm huấn luyện, có người nhanh chân len lách vào được bộ tổng tham mưu để tránh đạn. Thấy tôi vui vẻ rời bỏ chức vụ trưởng phòng 2 của bộ chỉ huy biệt động quân, quân khu 2 ở Pleiku, mà ra chỉ huy một tiểu đoàn biệt động quân biên phòng nơi tiền đồn heo hút, thì một người bạn đang đi du hành quan sát sau khi mãn khóa bộ binh cao cấp đã can ngăn. Giờ này, mày chưa sợ chết thì sao mà còn ra chỉ huy tiểu đoàn? Tôi không tiện giải thích cho bạn tôi lý do vì sao tôi đã bỏ phố để lên rừng. Nên tôi chỉ cười và nói, sống chết có số mày ơi. Trong buổi họp tham mưu cuối cùng tôi đã được thông báo rằng hôm đó cũng là ngày ba sĩ quan tham mưu của Bộ Chỉ huy Biệt Động Quân, quân khu 2 nhận sự lệnh rời đơn vị. Đó là Trung tá Bùi Văn Huấn, tham mưu trưởng, Thiếu tá Vương Mộng Long, trưởng phòng 2 và Thiếu tá Nguyễn Ngọc Di, trưởng phòng an ninh quân đội. Trung tá Bùi Văn Huấn sẽ tới Liên đoàn 22 Biệt động quân thay thế cho Trung tá Nguyễn Thành Tiên, người vừa bị tư lệnh quân đoàn 2 cách chức Liên đoàn trưởng sau khi con xâm lúc thất thủ. Tôi, Thiếu tá Vương Mộng Long, sẽ vào Pleme thay chỗ cho Thiếu tá Nguyễn Ngọc Lân do chỉ thị của tư lệnh quân khu 2 còn thiếu tá Nguyễn Ngọc Di khi lên tiền đồn đắp bét thay thế cho ông tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 88 là thiếu tá Trương Đình Quý xin từ nhiệm trong thời gian giữa giờ họp. tôi kéo áo trung tá huấn dịch dịch mấy cái rồi lớn tiếng nói đùa nếu việt cộng mà bao vây plemer tôi sẽ kêu ông vào cứu đó nghe ông huấn nhanh nhậu giơ tay cam kết ok đu nếu ông bị đánh cứ hô một tiếng là tôi đem cả liên đoàn vào cứu ngay Thấy thế, anh Nguyễn Ngọc Di đứng gần đó cũng buồn rầu góp lời. Con tối thi chỉ trống cậy vào sự hên xui của sổ mạng. Chia tay lần này, không biết mái đây chúng mình có con nhìn thấy nhau nữa hay không? Nghe ông bạn vong niên thở than, tôi bỗng chạy lòng an ủi anh Di. Anh là người nhân hậu thật thà, chắc chắn trời Phật sẽ che chở cho anh. Đừng lo lắng quá làm gì cho nó khổ cái thân già. Anh Di người Huế lớn hơn tôi gần chục tuổi. Tôi và anh quen nhau từ năm 1966. Ngày đó anh Di là trung úy đại đội trưởng đại đội 311, còn tôi là một thiếu úy chân ướt chân ráo mới từ Đà Nẵng vừa vào Pleiku, chưa có chức vụ gì. Anh Di thường cho tôi quá giang trên chiếc xe jeep của anh từ biển hồ đi Pleiku vợ anh Di là chủ một tiệm tạp hóa nằm trên đường Lê lại Tôi thường mua thuốc lá ở cửa hàng này. Tôi và anh Di đã trải qua gần chục năm sát cánh chiến đấu bên nhau. Tôi đã biết, hiện thời tiền đồn đắp bét đang nằm heo hút tiết mù xa, cách định lị con tôm hơn 80 cây số đường chim bay, yểm trợ thì khó khăn, hạn chế, không thể cứu viện, không đường rút lui chắc chắn không sớm thì chảy, căn cứ này cũng rơi vào tay cộng quân. Đã có lần, trong một buổi họp với quân đoàn tôi mạnh miệng đề nghị đóng cửa tiền đồn này, rút tiểu đoàn 88 biên phòng về con tum để tiết kiệm xương máu của quân mình. Nhưng ý kiến của tôi không được tư lệnh quân khu chấp thuận. Tôi móc túi lấy bào Lucky đưa cho anh Di. Trước ngày lên đường, anh ấy hút một điếu lắc kỳ của tôi để lấy hên đi. Bạn tôi rút một điếu thuốc kẹp vào giữa hai ngón tay, rồi nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn. Lần đầu tiên mình gặp nhau tháng 10 năm 1966, Long mời mình một điều lật kỳ không đau lọc. Vì gu của mình là Salem, nên mình đã không chịu nhận điều thuộc Long cho. Vì thế mà Long đã nhận mình cả tuần lệ sau mình ngôi đó. Khi này thì mình sẽ hụt thuốc lắm mời. Biết đâu, có thể đây là lần cuối cùng bạn có nhìn thấy minh Mời mình hụt thuốc. Tôi xòe bàn tay ra để bịt miệng anh Di. Đừng nói gỡ, đừng nói gỡ. Quả thật, tôi không biết hôm đó anh Di đã buột miệng nói gỡ. Hay anh Di vừa linh cảm thấy điều gì đó không tốt đẹp sắp xảy ra. Buổi sáng, Ngày cuối cùng của tháng 3 năm 1974, một chiếc trực thăng cất cánh từ Con Tum ghé sân biệt động quân Pleiku đón tôi. Trên tàu đã có sẵn hai hành khách. Đó là ông Trung Tác Chính, Liên đoàn Phó, Liên đoàn 24 biệt động quân và ông chuẩn úy Nguyễn Tiến Dũng, sĩ quan trợ y mới ra trường. Bộ chỉ huy Liên đoàn 24 biệt động quân hiện thời trú quân ở đồi 3 chấm trên Con Tông Chúng ta tư vấn, liên đoàn trưởng đang bận họp hành quân, nên nhờ Trung tá chính đưa tôi vào Pleme. Ngay đầu ở tiền đồn Pleme thật là giờ khóc giờ cười. Tôi đã không chịu ký vào ba sấp giấy phụ bản bàn giao, chỉ vì trên phụ bản quân số thì có 92 quân nhân chỉ có tên mà không có mặt ghi, ghi điểm danh. Trên phụ bản tiếp liệu ghi còn tồn kho 400 bộ đầu hoa nhưng trong kho thì chống động. Anh em trong đơn vị than phiền rằng cả năm nay không có quần áo mới. Khi có phái đoàn thanh tra tới, thì những người áo quần rách rưới quá bị dẫn ra suối để tránh mặt. Trên phụ bản ẩm thực ghi rõ món nợ trùng dụng gần nửa triệu đồng chưa chứng minh. Mỗi khi lãnh lương thì tiểu đoàn trưởng phải ký nợ tiền ăn tháng sắp tới, vì tiền ăn tháng đó đã bị ngân khố trừ nợ hết rồi. Tôi đòi hỏi phải có ba vụ bản mới, trong đó chúng ta chính phải ký tên làm chứng. Ba vụ bản đó gồm có bản ký nhận quân số tại hàng. Ông cựu tiểu đoàn trưởng phải chịu trách nhiệm báo cáo vắng mặt hay báo cáo tầm đã 92 người vắng mặt ngày hôm đó. bản danh sách xin bổ sung quân trang khẩn cấp cho tất cả quân nhân tại hàng. Chúng ta chính sẽ đem về trao cho bộ chỉ huy liên đoàn 24 biệt động quân giải quyết bản danh sách ứng tiền ăn mới không liên quan tới những nợ nần đã có trước của đơn vị. Trong danh sách ứng tiền ăn này, tôi ra lệnh trừ tiền ăn tất cả mọi người không ai được miễn trừ, kể cả tôi tiểu đoàn trưởng. Tới kỳ nhận tiếp tế, thực phẩm sẽ được chia đồng đều phần của ông thiếu tá tiểu đoàn trưởng cũng giống y như phần của anh binh nhỉ không khác gì nhau xưa nay trong đơn vị này hàng chục quân nhân thân cận tiểu đoàn trưởng và cả ông tiểu đoàn trưởng đã được ông ta cho miễn trừ tiền ăn những người này cuối tháng được lãnh nguyên vẹn số lương không bị trừ đồng nào nhưng khi tiếp tế thì họ vẫn được lãnh phần như người khác như thế có nghĩa là những người khác đã đóng tiền để nuôi họ đây là một hành động ăn cắp bị ổi không thể chấp nhận được. Sau khi đưa tôi đi, quanh doanh trạng một vòng để quan sát hệ thống bố phòng. Lúc trở về, chú ta bé cho tôi biết tin rằng cái đơn xin thuyên chuyển về phục vụ nơi nguyên quán của ông ta đã được thượng cấp chấp thuận. Do đó, ông bé xin tôi cho ông ta theo chân trung tá chính trên chuyến bay rời Premier ngay sau khi bàn giao chúng ta chính cũng cho tôi biết người thay chỗ cho thiếu tá bé sẽ là một đại úy gốc lực lượng đặc biệt sĩ quan võ bị khóa đàn em của tôi từ ngày thứ nhì tôi bắt đầu hướng dẫn đơn vị tập cho quen với nếp sinh hoạt mới điều cấm kỵ nghiêm nhặt thứ nhất là lính gác tuyệt đối không được hút thuốc trong phiên trực dù là ban ngày hay ban đêm điều cấm kỵ thứ hai là không được uống rượu đế rượu trắng trong doanh trại Điều cấm kỵ thứ ba là không được bài bạc dưới bất cứ hình thức nào. Trong 10 năm chỉ huy, tôi đã thấy những cái chết thảm khốc, mất đồn, mất chốt. Chỉ vì quân ta cứ ham mê đỏ đen, tụ tập say sưa bù khú, lơ là canh gác, nên đặc công mới chui được vào vị trí đóng quân mà đánh phá. Ngay buổi trưa ngày thứ nhì, tôi đã ra lệnh tất cả dụng cụ phục vụ các trò chơi như sóc đĩa bài cào tứ sắc sập sám và cả những bộ domino đều bị tịch thu và thiêu hủy tôi thẳng thắn tuyên bố rằng những ai thấy không thể tuân theo những luật lệ trên thì cứ trình diện tôi xin đi đơn vị khác tôi sẽ cấp sự lệnh cho đi ngay hình như sự có mặt của tôi đã làm đảo lộn nhiều thói quen trong sinh hoạt hàng ngày của đơn vị này những nhân viên làm việc trong bộ chỉ huy tiểu đoàn trừ ông thiếu úy Trần Văn Phước và thượng sĩ Nguyễn Phường của ban hai từng làm việc dưới quyền tôi thì người nào cũng lộ vẻ e dè, giữ kẻ Mỗi khi tôi bước vào văn phòng hay trung tâm hành quân, trung đội trinh sát 82 có khoảng gần hai chục quân nhân do chuẩn úy Nguyễn Văn Trâm làm trung đội trưởng và thượng sĩ Nguyễn Ngọc Sơn làm trung đội phó. Ngày tôi nhận tiểu đoàn, đầu tóc ông nào cũng dài thậm thượt, vậy mà thoáng một cái, hai hôm sau, tóc ông nào cũng húi cua, ngắn như tóc tân binh. Những ngày kế đó, tôi phải đích thân đi tới quan sát ba cái tiền đồn cố định trên Chư Hồ, Chư Gô và đồi Bắc Playman. Tại đây tôi trực tiếp hướng dẫn từng chuyện phải làm cho ba ông trung đội trưởng chỉ huy tiền đồn, cách báo cáo tin tức, cách bố trí canh gác cũng như cách thiết trí con đường rút chạy khi bị địch tấn công quá mạnh. Tôi đã biết ưu điểm của các đơn vị biên phòng là thám sát và cố thủ. Nhược điểm cần khắc phục là thiếu kinh nghiệm hành quân tấn công. Thay đổi thói quen tác chiến của một đơn vị không phải là công việc dễ dàng. Từ ngày thứ tư, tôi bắt đầu huấn luyện kỹ thuật dàn quân tấn công cho các đại đội. Dự trù thời gian huấn luyện dành cho mỗi đại đội sẽ là 10 ngày, 10 đêm. Suốt thời gian huấn luyện này, trung đội trinh sát 82 là thành phần trừ bị, sẵn sàng ứng phó với những biến cố xảy ra. Tôi dự tính, sau khi bốn đại đội tác chiến đã được huấn luyện, tôi sẽ giải tán trung đội trinh sát và thay vào đó là sáu toán viễn thám, đặt dưới quyền chỉ huy của Thiếu úy Trần Văn Phước. Cũng trong thời gian này, tôi nhận được một thuộc cấp cũ tới tiếp tay đó là Trung úy Trần Dân Chủ. Ông Chủ khi còn mang lon Thiếu úy đã bị Việt Cộng bắt trong trận Ben Hét tháng 5 năm 1969 ông chủ mới được trao trả thủ binh cách nay vài tháng và được đưa về tiểu đoàn 22 biệt động quân. Nghe tin tôi vừa nhận chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 82 thì ông chủ xin về làm việc với tôi. Tôi cho Trung úy Nguyễn Trọng Thọ, sĩ quan ban 3 ba, tiểu đoàn giữ chức đại đội trưởng đại đội 2 Tiểu đoàn 82 thay thế cho thiếu úy Phạm Đại Việt đang nằm bệnh viện Pleiku. Còn Trung úy trần dân chủ sẽ thay thế trung úy thọ phụ tá cho trung úy chủ là một hạ sĩ quan tham mưu rất siêng năng và lanh lẹ đó là trung sĩ nhất lưu đức hoàn đôi khi rảnh rỗi tôi thường chỉ vẽ cho trung Ý chủ và trung sĩ hoàn những nguyên tắc tham mưu binh đoàn nhân dịp này mà trung sĩ hoàn có cơ hội mở mang kiến văn nửa năm sau Tôi đã ký tên chấp thuận cho chú Hoàn theo học khóa sĩ quan đặc biệt. Tiếc thay, đúng thời điểm trung sĩ Lưu Đức Hoàn có mặt tiền cứ 30 thuật để chờ nhận tờ sự lệnh theo học khóa sĩ quan đặc biệt thì thành phố này bị Việt Cộng tấn công. Vì lý do đó mà tới ngày chiến tranh chấm dứt, biệt động quân Lưu Đức Hoàn vẫn còn là một trung sĩ rút kinh nghiệm từ các trận lê minh và bu prang địch thường dùng xe tăng để uy hiếp tinh thần quân ta do đó song song với việc huấn luyện đơn vị tôi phải đích thân đi thám sát những đường tiến sát mà xe tăng địch có thể sử dụng để uy hiếp pleme kế đó một khóa huấn luyện cấp tốc được tổ chức ngay trong sân cờ huấn luyện viên là thiếu tá tiểu đoàn trưởng học viên là năm sĩ quan đại đội trưởng trưởng ban 2, trưởng ban 3, ba, trung đội trưởng trinh sát và trung đội trưởng pháo binh biên phòng. Tôi đã đích thân hướng dẫn thật chi tiết cho từng người nắm vững thứ tự công việc phải làm và từng động tác phải làm để gài một quả mìn. Tôi nhấn mạnh công tác ngụy trang một quả mìn một cách thật tỉ mỉ vì đây mới là mục đích sau cùng của bài học. Bí quyết ngụy trang này chỉ là một mẹo vặt rất dễ thi hành, nhưng ít ai nghĩ tới. Có thể viễn thám của phòng 2, biệt động quân quân khu 2 là đơn vị độc nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã áp dụng bí quyết đó một cách hiệu quả trong suốt thời gian tôi giữ chức vụ chỉ huy đơn vị này. Muốn ngụy trang một hố nghìn, ta phải làm đúng theo thứ tự sau gắn ngòi nổ xong thì ta phủ một lớp đất mỏng che mặt quả mìn đặt một cục đá nhẹp lên trên quả mìn kế đó để một lưỡi xẻng hay một miếng kim loại xóa dấu vết toàn khu vực trước khi rời đi máy rà mìn của địch sẽ reo khi rà sát mặt đất con lưỡi xẻng hay miếng kim loại vì thấy dưới miếng kim loại chỉ có cục đá nên chắc chắn chúng sẽ ơ hờ bỏ qua chúng đâu có ngờ như cục đá còn có quả mìn máy giỏ của việt cộng đi trước xe tăng của việt cộng bò theo sau bánh xích sẽ cán lên cục đá thế là ôm um. để tránh sự nghi ngờ của địch ta phải đặt mìn với khoảng cách khá xa nhau và đặt với vị trí dích dắt. Ngày hôm sau ngày huấn luyện, đoạn đường xe be dốc tây suối La Mê đã có bốn quả mìn chống chiến xa được an bài. Cứ điểm 711 tháng 4 năm 1974, một chống lại 10. Trong địa phận Pleiku thì tôi biết rõ ràng rằng mục tiêu của địch sẽ là một trong ba trọng điểm quận địa Thanh An, quận địa Phú Nhơn và căn cứ biên phòng Plemer. Hiện thời, đại quân của Cộng sản đang tập trung trong thung lũng La Trang. Vì thế, nếu đánh Thanh An, địch sẽ sử dụng quốc lộ 19, còn đánh Phú Nhơn hay Plemer thì chúng phải chuyển quân theo con đường vừa được phát quang. Thời gian này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân đoàn 2 đã binh thăng trung tướng. Một tuần lễ sau khi vào Plemer, Tôi bị gọi về trình diện trung tướng tư lệnh nhận nhiệm vụ đem quân ra căn cứ hỏa lực 711 để xây dựng một căn cứ hỏa lực mới rộng lớn hơn. Căn cứ 711 hiện thời sẽ bị phá đi. Tướng Toàn cho tôi biết, trong thời gian sắp tới, địch sẽ tung quân cắt đứt quốc lộ 14 một thời gian để trung đoàn 470 vận tải của chúng có thể dùng cơ giới thi hành một chuyến tiếp tế quân lương cho lực lượng cộng sản dưới duyên hải. Nhiệm vụ của tôi là cố gắng phát giác và cầm chân, không cho đoàn xe của địch vượt qua sông La Tuyền. Lệnh của quân đoàn đưa ra thật gấp gáp, tôi chỉ kịp tập hợp trung đội trinh sát và hai đại đội 2 và 3 rồi chuẩn bị lên đường. Ông Tân tiểu đoàn phó là đại úy Quách Cơ Bình mới thấy tên trên công điện thông báo nhưng chưa đáo nhập. Do đó, Trung úy Nguyễn Như, Trung đội trưởng pháo binh Playman đương nhiên trở thành người chỉ huy phòng thủ căn cứ biên phòng này trong thời gian tôi dẫn quân xuất trại. Đại đội 4 canh ngác trại và giữ ba cái tiền đồn. Đại đội 1 đóng trụ tại vùng 4 cây số Bắc Playman. Tiếp theo đây là diễn tiến trận đánh lịch sử đã xảy ra trên căn cứ hòa lực 711 Pleiku vào tháng 4 năm 1974, ngày 7 tháng 4 năm 1974. Sáng ngày 7 tháng 4 năm 1974, một hợp đoàn trực thăng đáp xuống Pleme để di chuyển hai đại đội 2 và 3, cùng bộ chỉ huy hành quân của tôi ra căn cứ hòa lực 711 Tôi nhận cái căn cứ này từ một đại đội của tiểu đoàn 205 địa phương quân bàn giao. Vì nhu cầu chiến thuật, căn cứ hỏa lực 711 ra đời vào cuối năm 1973. Đây chỉ là một tiền đồn giã chiến được dựng lên trên miếng đất hình chữ nhật với diện tích chừng nửa mẫu tây. Cứ điểm này nằm sát lề tây của liên tỉnh lộ 6C trên ngọn đồi tương đối bằng phẳng có cao độ 600 mét. Cứ điểm 711 có bờ đất bao quanh cùng một hệ thống giao thông hào và bốn cái lô cốt ở bốn góc. Trên nóc mỗi lô cốt đều có một tròi gác lập tranh. Ra vào chỉ có một cái cổng chính hướng đông sát với tỉnh lộ. Bên trái cổng là điếm canh, bên phải cổng là phòng khách cũng là phòng thuyết trình của căn cứ ngày 8 tháng 4 năm 1974. Trưa ngày 8 tháng 4 năm 1974, Trung tá Huỳnh Văn Lộc, Liên đoàn trưởng Liên đoàn 25 biệt động quân đáp xuống đồn 711, thăm tôi và chuyển quyền giám sát hành quân tiểu đoàn 205 địa phương quân cho tôi, thay vì dưới quyền Liên đoàn 25 biệt động quân. Liên đoàn 25 biệt động quân hiện thời trú quân trong quận lỵ Thanh An và chốt giữ đèo Thanh Bình nên liên lạc với tiểu đoàn 205 địa phương quân rất khó khăn vì bộ chỉ huy của tiểu đoàn 205 địa phương quân lại đồn trú trong quận Phú Nhơn. Tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 205 địa phương quân là thiếu tá Nguyễn Hoàng. Năm 1965, khi tôi còn là một sinh viên sĩ quan khóa 20 Đà Lạt thì ông Nguyễn Hoàng là thầy tôi. Ngày đó ông Hoàng là trung úy sĩ quan cán bộ đại đội phó, đại đội B sinh viên sĩ quan võ bị. Sau khi đại đội giữ đồn 711 rút đi thì tiểu đoàn 205 chỉ còn một đại đội đóng quân trên tỉnh lộ 6C cách ngã ba Mỹ Thạch chừng 5 cây số. Tôi giao cho thành phần còn lại của tiểu đoàn 205 địa phương quân giữ vai trò dự bị. Ngày 9 tháng 4 năm 1974. Sáng ngày 9 tháng 4 năm 1974, tôi nhận được một xe ủi đất với một sĩ quan và hai binh sĩ công binh tăng phái từ sư đoàn 22 bộ binh cùng lúc với sơ đồ thiết lập một căn cứ hỏa lực mới nằm trong làng Plim Ngon Ho, bên lề đông của tỉnh Lộ và cách 711 một cách thông thủy. Nửa giờ sau, tôi tiếp nhận đoàn xe của Trung Ý Danh, một pháo nội trưởng của Sư đoàn 52 Bộ Binh, kéo theo hai đại bác 155 ly vào Tăng Cường. Vì Trung Ý Danh đóng chung vị trí với tôi, mà tôi lại không có tiền sát viên, nên anh Danh kiêm luôn vai trò sĩ quan hòa yểm cho đơn vị tôi. Cũng từ hôm đó, tôi phân nhiệm cho đại đội 2 phòng thủ đồn 711 đồng thời duy trì một tiền đồn trên đồi tử chiến cách 711 chừng hai cây số về hướng Nam. Bộ chỉ huy tiểu đoàn 82 cùng đại đội 3 và trung đội trinh sát 82 đóng chung với pháo binh và công binh trong Plei Ngon Hồ công tác xây dựng căn cứ Playmont Hồ tiến hành không được suôn sẻ. Vì sau khi hoàn thành hai cái ụ pháo binh, thì chiếc xe ủi đất cứ bị chết máy hoài. Ngày 10 tháng 4 năm 1974, sáng ngày 10 tháng 4 tôi nghe báo cáo Toán tuần tiểu an ninh hướng Nam 711, vướng lựu đạn gài, một quân nhân bị thương. Ông sĩ quan trợ y tới trình diện tôi. Trình thiếu tá, Thằng lính bị thương, không có cho tôi băng bó. Nó cứ đòi gặp thiếu tá hoài à. Nghe vậy, tôi liền đi theo ông trợ y ra ngoài tỉnh lộ 6C nơi có năm sáu người. Đứng vây quanh một cái cáng cứu thương và đang tranh nhau bàn tán xôn xao. Đám đông tản ra cho tôi bước tới. Anh sĩ quan trợ y phân bua. Con cu của nó bị mảnh lựu đạn cắt đứt một khúc à. Nó cứ nặng nặng. Bắt em phải nối con cu cho nó thì nó mới cho em trùi rửa. Dết thương. Vừa thấy mặt tôi, anh thương binh đã lớn tiếng la. Thưa ta ơi, thưa ta cứu em. Vì vậy, hai tay ôm cư cư một vật trước ngực. Anh lính người sắc tộc ra ra nhìn tôi khẩn hoảng. Con cu của em bị đứt, thưa ta làm ơn nối lại cho em. Nếu không em chết đó tôi móc túi rút bao thuốc lá lúc kia ra lột cái vỏ bằng giấy bóng bao ngoài rồi ngồi xuống bên cạnh anh lính từ tốn nói em mở bàn tay ra bỏ đầu con cu vào đây thiếu tá sẽ viết thư cho bác sĩ nối nó lại cho em với lúc này anh chàng mới xòe bàn tay cho tôi coi trong lòng tay anh ta là một cục thịt màu đen dài chừng bốn hay năm phân anh lính thượng run run bỏ cục thịt vào cái bao thuốc lá, rồi lại khư khư ôm chặt nó. Tôi lấy quyển sổ nhật ký của ban quân y trên tay anh trợ y, xé ra một tờ, rồi ghi vội vàng một lời nhắn. Kính gửi bác sĩ Trung, bác sĩ Thiết, bác sĩ Anh hoặc bất cứ bác sĩ nào nhận được thư này. Tôi là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 82 biệt động quân, xin giới thiệu với bác sĩ. Đây là một người anh hùng đang hy sinh thân mình để bảo vệ quê hương. Xin bác sĩ hãy đặt mình vào tình trạng của anh lính này mà ra tay cứu giúp anh ta. Xin cảm ơn quý vị. Thiếu tá Vương Mộng Long Sẵn có chiếc xe đót 4 x 4 của đơn vị. Tôi ra lệnh cho thiếu úy Trần Văn Phước áp tải anh thương binh về bệnh viện. Phước cũng được lệnh phải trao tận tay vị bác sĩ trực ngày hôm đó Lá thư nhờ vả của tôi. Hai tháng sau ngày đó, giữa tháng 6 năm 1974, anh thương binh người thượng Gia Rai có tên là Nay On được xuất viện trở về. Trình diện tôi, On hớn hở que Nhờ cái ông thiêu ta giới thiệu với ông bác sĩ. Ông bác sĩ đã khâu vác ông cu cho em. Em không có bị con dở nó bó. Nếu em mà mất con cu thì vợ em nó bỏ em đó em sẽ bắn vào đầu em chết ngay xuất diện em được lệnh thuyên chuyển về tiểu khu gác dinh tỉnh trưởng nhưng em nhớ cái ông thư tá quá em xin về lại tiểu đoàn mình đó em thương ông thư tá nhiều 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 lắm á cuối tháng 7 năm 1974, binh nhất nay on đã tự trận ngay ngày đầu chiến dịch vây hãm Blame mở màn. Ngày 12 tháng 4 năm 1974, trưa ngày 12 tháng 4 năm 1974, có hai chiếc xe GMC chạy tới cứ điểm 711. Một chiếc xe chở thực phẩm tiếp tế cho đơn vị do thiếu ý nghị chỉ huy. Xe thứ nhì do thiếu ý Việt chỉ huy. Thiếu úy Phạm Đại Việt vừa khỏi bệnh sốt rét xuất viện trở về đơn vị. Cùng đi trên chuyến xe của Thiếu úy Việt còn có năm ông Thiếu úy Đà Lạt, năm ông Chuẩn úy Đồng Đế và một ông Chuẩn úy Thủ Đức tới tiểu đoàn 82 để thực tập quan sát sau khi mãn khóa rừng núi sinh Lầy. Vì căn cứ hỏa lực mới chưa có phòng hội nên tôi tập hợp 11 sĩ quan thực tập trong phòng thuyết trình của đồn 711 để phát họa cho các tân sĩ quan. Biết tình hình địch, hiện nay đồng thời chỉ dẫn cho họ những việc cần làm trong thời gian ở đây. Trong lúc tôi đang thao thao trên bục, trước tấm bảng đen thì đạn đại bác 105 ly của địch bất ngờ theo nhau nổ ầm ầm trên căn cứ kèn báo động gióng lên canh canh cùng với tiếng binh sĩ kêu gọi nhau sung hô sẵn sàng chiến đấu trong hầm thuyết trình tôi vẫn bình tĩnh đứng trên bục gỗ trong khi đó mười ông tân sĩ quan đã nhanh nhẹn nằm rạp xuống nền đất tránh đạn chỉ còn duy nhất trên hàng ghế đầu một chuẩn ý mặt con rất trẻ đang ngồi ngây người dương to đôi mắt nhìn tôi trong màn khói bụi tôi lớn tiếng trấn an những sĩ quan đàn em. Bình tĩnh, hầm này có hai lớp bao cát, chung quanh cũng có tường bao cát. Mảnh đạn pháo binh sẽ bay lên theo hình nón ngửa, không xuyên qua tường được đâu. Đứng dậy, ngồi lên ghế, đừng sợ. Đợt tấn công bằng pháo 105 ly của Việt Cộng chỉ kéo dài chừng 5 phút với tổng số khoảng trên dưới 30 viên chạm nổ rơi ngay trên sân tiền đồn 711. Đợi cho các tân sĩ quan đã yên vị, tôi mới từ tố nói. Đây là một kỷ niệm và cũng là kinh nghiệm đầu tiên trong cuộc đời chinh chiến sau này của các chú. Tôi cúi xuống vỗ vai anh chuẩn úy ngồi hàng ghế đầu, rồi đọc được cái bảng tên Long của anh ta nên buột miệng. Chú tên là Long à? Vậy chú mang họ gì? Trình thiếu tá, em là Hồ Văn Long, sĩ quan Thủ Đức. Anh khen ngợi chú đấy. Sau khi thực tập, nếu chú muốn về 82, anh sẽ nhận chú ngay. Một thiếu ý Đà Lạt mang bảng tên là Tuân hay Tuấn, rụt rè đứng lên thắc mắc. Em có thắc mắc là tại sao niên trưởng không phản pháo? Tôi gật đầu cười. Một câu hỏi rất hay. Anh không cho phản pháo vì anh biết chắc chắn rằng chỉ một phút sau khi bắn địch sẽ kéo súng sang vị trí khác ta không nắm chắc tọa độ súng địch ở đâu thì có phản pháo cũng chỉ bắn cầu âu chỉ phí đạn mà thôi đợt đột kích bằng pháo binh của địch không làm ai bị thương tôi không ngờ đợt pháo kích vừa rồi cũng như những đợt pháo kích nhắm vào địa phương quân trước đây là nhằm điều chỉnh yếu tố tác xạ cho trận đánh sau này của địch hết báo động, sinh hoạt trên căn cứ 711 trở lại bình thường. Tôi giao cho thiếu úy Phạm Đại Việt chỉ huy 11 ông sĩ quan thực tập. Nhóm sĩ quan này tạm thời tá túc với đại đội chỉ huy của tiểu đoàn. Chiều ngày 12 tháng 4 năm 1974, một trực thăng đáp xuống 711. Thiếu tá Đồng Đăng Khoa, trưởng phòng 3 Bộ Chỉ huy Biệt động Quân, quân khu 2, trao cho tôi một công điện mang tay thông báo cho tôi biết rằng từ trưa ngày 13 tháng 4 năm 1974, chi đoàn 3 thiết vận xa 19 sẽ tới đăng phái cho tôi. Kế đó, anh Khoa cũng đưa cho tôi một phóng đồ hành quân ra lệnh cho tôi phải cấp tốc tổ chức một cuộc hành quân chớp nhoáng nhằm tạo thành vùng rừng thưa cách Pleisom bốn cây số về hướng tây. Cuộc hành quân này sẽ đi về trong ngày. Lực lượng tham dự là chi đoàn 3 thiếu quân vận 19 cùng một đại đội biệt động quân tùng thiết. Trong thời gian chờ trực thăng quay trở lại, thiếu tá khoa nói nhỏ với tôi: Quân đoàn có tin A2 cho biết Việt Cộng sắp đánh Long đó. Long nhớ cẩn thận. Thiếu tá Đồng Đăng Khoa, khóa 19 võ bị là bạn thân của tôi. Anh Khoa vừa đảm nhận chức vụ trưởng phòng 3 Bộ Chỉ huy Biệt động quân quân khu 2 được vài ngày. Ngày 13 tháng 4 năm 1974 Sáng ngày 13 tháng 4 năm 1974 Chi đoàn 3 thiết quân vật 19 từ Pleiku tới 711 Đơn vị này có 18 thiết quân vận M113 do Đại úy Nguyễn Xá, chi đoàn trưởng, chỉ huy. Vì căn cứ Play Ngon Hô đang trong thời gian xây dựng, xe cộ phải đậu lộ thiên. cho đó Đại úy Xá đề nghị với tôi để chi đội chỉ huy gồm 6 chiếc M113 trên Play Ngon Hô. Số còn lại sẽ trú quân trong đồn 711. Vì ở nơi đây có tường đất cao bao quanh và hầm hào đã thiết trí sẵn. Như vậy, chiều ngày 13 tháng 4 năm 1974, trong khu vực hành quân lực lượng bạn gồm có tại 711 có mặt đại đội 2, tiểu đoàn 82 và 12 thiết vận xa. Trên đội tử chiến thì có một tiểu đội. Tại Playngon Hall có bộ chỉ huy tiểu đoàn 82, đại đội 3, tiểu đoàn 82 trung đội trinh sát 82, hai khẩu pháo 155 ly, một xe ủi đất và sáu thiết vận xa M113. Trong đó có chiếc xe chỉ huy của đại úy Nguyễn Xá. Chiều ngày 13 tháng 4 tôi vừa ngả lưng trên chiếc võng dưới vòm bụi tre gai thì bỗng đâu có một con chim cu còn đỏ hỏ rơi độc trên ngực tôi. Tôi lượm con chim non lên rồi thả nó vào bụi tre sau võng con chim non cứ run rẩy ngoác mỏ liên tục chim chíp chim chíp chim chíp kêu thương con chim đã khuất dạng trong cỏ rồi tai tôi vẫn còn nghe tiếng chim chíp não lòng vài phút sau tôi ngồi dậy tính đi một vòng kiểm soát vị trí đóng quân thì nghe sột soạt trên lá tre khô dưới chân rồi có một con rắn đen to bằng cổ tay dài cả thước cứ từ từ uốn mình trườn qua lưng hai chân giày của tôi nhìn cái lưỡi rắn thè ra quét qua quét lại hai bên mép nó mà tôi cảm thấy tóc gáy mình dựng ngược cái đầu rắn ngóc cao cả găng tay cứ ngất nga ngất nghều tôi không biết lúc nào nó sẽ mổ xuống ngay đầu gối của mình tôi nín thở ngồi im cả phút sau con rắn mới trườn qua chân tôi rồi biến vào bụi rậm tôi không tin vào những chuyện dị đoan mộng mị nhưng chuyện vừa xảy ra cũng làm tôi suy nghĩ vì tôi thường nghe nói rằng thấy nhạn lạc xà quy là điềm xấu sắp gặp điều không may theo như các cụ ngày xưa thì chỉ nhìn thấy chim xa rắn lượn thì đã sợ rồi vậy mà chiều nay tôi đã bị chim rơi ngay trên ngực, rắn bò ngang qua chân. Nên tôi cũng thấy lo chứ. Tôi lo ngày mai chi đoàn 319 và đại đội 282 vào vùng địch có thể gặp chuyện chẳng lành. Đi ngang ụ pháo binh, tôi thấy mấy anh xạ thủ đang súng vào nhau rầm rì chuyện gì đó. Tôi tới gần thì họ nhìn tôi một cách lấm lét rồi tàn đi. Mãi sau này, tôi mới nghe báo cáo rằng hôm đó mấy anh lính pháo binh xuống suối múc nước đã phát giác ra một đường dây điện thoại mới căng dưới chân đồi nhưng họ không báo cáo vì sợ phải dẫn đường cho lính biệt động quân đi kiểm chứng đi kiểm chứng mà gặp việt cộng thì sẽ phải bắn nhau họ sợ phải bắn nhau nên không báo cáo cho tôi hay việt cộng đã có mặt ở đây rồi nếu tôi biết được tin tức này thì tình hình trận đánh ngày hôm sau đã diễn ra khác đi nhiều. Tôi đã biết địch thường mở các cuộc tấn công rạng đông vào khoảng 5 giờ sáng. Nên hàng ngày đúng 4 giờ tôi đã cho anh em thức dậy ngồi sẵn dưới giao thông hào chờ. Nào ngờ địch đã ra tay sớm hơn thời điểm mà tôi đã chủ liệu. Ngày 14 tháng 4 năm 1974 3 giờ sáng, ngày 14 tháng 4 năm 1974, tiền đồn đôi tử chiến báo cáo rằng có tiếng động cơ xe di chuyển trong vùng hướng Nam. 3 giờ 30 từ hai hướng Tây và Nam, Đại Bác 105 ly, Đại Bác 122 ly nòng dài và hỏa tiễn AT-3 của địch rơi như mưa trên 711. Không ai có thể đếm được số đạn để được địch bắn đi tiếng nổ chen nhau, hòa về nhau, chứ không nối tiếp nhau. Chỉ có chớp nhóa, khói, bụi tung lên cùng tiếng ồn, "oành", ồn, "oành". Đợt pháo kích đầu tiên kéo dài chừng 20 phút. Im tiếng pháo, đại úy xá, báo cho tôi biết có hai chiến xa M113 bị cháy. Trung úy thọ cũng cho tôi hay, y tá của thọ chỉ cứu được một sĩ quan thiết giáp sống sót, nhưng bị phỏng nặng, những người khác đều đã chết theo xe. Ông chuẩn ủy kỵ binh này tên là Nguyễn Tá đã được khiêng sang chỗ tôi để quân y băng bó. Trung úy Nguyễn Công Minh, sĩ quan truyền tin 82 động lòng trắc ẩn. Mồi một điếu thuốc lá đầu lọc đặt lên môi anh thương binh. bổ hút điếu thuốc cho quên đau đi bộ anh sĩ quan thiết giáp mấp máy môi. Em cảm ơn huynh trưởng. Hình như ông Minh và ông tá có quen nhau. Tôi ước đoán vùng địch tập trung các cỗ pháo là khu ngã ba Playson. Nên vội ra lệnh cho Trung úy Nguyễn Như dùng 105 ly cơ hữu của Playmare bắn cầm canh trên vùng này để cản bước địch. Đúng 4 giờ sáng, tiền đồn đội tử chiến báo cáo có 3 chiếc xe tăng của Việt Cộng bị vướng mìn đang nằm im dưới chân đồi. Hai bên đường tỉnh lộ 6C đoạn từ đồi tử chiến về Nam, có một bãi mìn chống chiến xa dài nửa cây số do liên đoàn 20 công binh chiến đấu thiết lập. Như vậy, liên đoàn 20 công binh chiến đấu là đơn vị có công đầu trong việc tiêu diệt ba chiếc xe tăng của Việt Cộng sáng ngày 14 tháng 4 năm 1974 tại vùng 20 cây số Tây Nam Pleiku. Tôi cho lệnh tiền đồn đồi tử chiến cho người xuống dùng M72 bắn bồi thêm cho mấy chiếc T54 cháy luôn, nhưng không còn nghe tiếng tiểu đội này nữa. Tôi nhớ lại chuyện xe tăng địch công khai xuất hiện giữa ban ngày trong trận Lệ Minh và Bung Prang, nên vội vàng gọi cho Bộ Tư lệnh Hành quân Sư đoàn 22 ở Hàm Rồng để xin máy bay can thiệp gấp nào ngờ, cấp trên đã trả lời rằng hiện thời không quân đang bận bao vùng cho một đơn vị bộ binh chạm địch nặng vùng Tây Pleiku. Đúng quá, tôi bèn vẽ một ô vuông mỗi chiều 200 mét kéo dài từ đồi tử chiến về hướng Bắc. Tôi xin pháo binh bắn liên tục, hy vọng cản được đường tiến của cơ giới địch. Cuối 5 giờ sáng, địch âm thầm dàn hàng ngang trên bờ con thông thủy nằm giữa cứ điểm 711 và Ngon Hô, rồi đồng loạt hò reo xung phong lên bờ tường đông của 711. Có lẽ đơn vị này xuất phát từ làng Siêu 1, tức là tên Pleitesel 1, rồi di chuyển theo lòng con suối cạn để tới tuyến xung phong. Con suối này là nơi các ông lính pháo binh đã súng lấy nước và phát giác ra đường dây điện thoại nhưng không báo cáo. Hình như địch không biết bên Play Ngon Hồ có người, nên vô tình chúng đã đưa lưng làm bia cho biệt động quân và em và 113 nằm trong bìa rừng nhắm bắn thả dàn. Sáu khẩu đại liên 50 đặt trên M113 đồng loạt bóp cò tập trung về một hướng, khiến cho cả một vùng bụi đất tung bay mù mịt. Đơn vị địch hiện diện có thể là một tiểu đoàn, Tất cả bốn đợt xung phong của địch đều bị bẻ gãy. Trung úy Nguyễn Trọng Thọ báo cáo rằng qua bốn đợt xung phong đã có năm hay sáu cán binh lọt được vào trong vòng rào 711 nhưng quân ta đã bắn hạ hết những tên này. Sáu giờ sáng thì tiếng súng im, không có bóng dáng địch. Tôi cho một trung đội đó thu lượm 9 lợi phẩm đem về sân trực thăng mấy anh lính, kỵ binh của chi đoàn 3 cũng hí hửng xuống xe, chạy theo phụ giúp biệt động quân. Đánh nhau mới có vài tiếng đồng hồ mà vũ khí của địch đã bị ta tịch thu chất thành đống lớn. Trung ý Trần Dân Chủ tiếu tít quanh khu đất chứa chiến lợi phẩm mà chụp hình lia lịa. Ông chủ tới bên tôi, kỳ này đi buôn lời to, mình lấy được gần 300 khẩu súng rồi đó ông ơi tài liệu thu được từ xác những tên địch trên bãi cỏ hướng đông 711 cho ta hay đơn vị của chúng là tiểu đoàn K2 trung đoàn E48 của sư đoàn 320A Tôi lần bước theo bờ thành của 711 để quan sát trận địa thì thấy hàng chục tên địch nằm phơi thay bên bờ cỏ tỉnh lộ 6C. Tôi tò mò ngồi xuống quan sát một cái xác cán binh bị bắn vỡ đầu. Chiếc nón cối mất một miếng to bằng bàn tay. Bên ngoài cái nón có hàng chữ bằng mực xanh. Ghi tên đơn vị của người đã chết. Tôi chỉ đọc được chữ D và số zero Còn con số ở giữa không rõ là một hay hai Kế số zero là hai chữ T, S, Do đó tôi chỉ đoán mò có thể đơn vị của tên Việt Cộng này là tiểu đoàn D10 hay D20 trinh sát gì đó. Từ đó tôi đưa ra kết luận cho rằng sáng nay địch đã sử dụng một tiểu đoàn bộ binh và một tiểu đoàn trinh sát để đánh tôi. Tôi liền gọi đài tiếp vận hàm rồng báo cáo tên các đơn vị địch tham chiến mà tôi vừa phát giác cho Bộ Tư lệnh 22 Hành quân thì họ trả lời rằng họ đã biết hết rồi. Họ còn nói rõ ràng. ngoài tiểu đoàn K2 của E48 và D20 trinh sát địch còn tung vào trận một đại đội xe tăng của D16. Nhưng xe tăng bị vướng mìn hư hại không tham chiến được. Tôi nhớ lại lời nhắn. Cách nay hai ngày của anh bạn Đồng Đăng Khoa. Quân đoàn có tin A2 cho biết Việt Cộng sắp đánh Long đó lòng nhớ cẩn thận sau đình chiến ta và địch đánh nhau cứ như đánh bài lật ngửa lực lượng địch gồm những đơn vị nào ta đều biết ta như thế nào địch cũng biết có điều cấp trên cứ giấu giếm thực lực địch không cho cấp dưới biết chỉ vì sợ cấp dưới thấy địch mạnh quá hoảng hồn không dám đánh tôi chợt chạnh lòng nghĩ lại hiện giờ tôi cũng ở vào tình trạng không khác gì ánh quang con và chú Hoàng Nghĩa Hội trong trận Lệ Minh tháng 9 năm 1973. Rồi đài tiếp vận hàm rồng, lại chuyển lệnh cho tôi cố duy trì đương cự được một ngày, thì tôi sẽ có người vào tiếp viện. Trung ý chủ, sĩ quan ban ba cho tôi hay, tổng kết thiệt hại của ta tính tới giờ phút đó đã có 12 biệt động quân và 10 kỵ binh tử trận. Số người bị thương là 28 người. Tất cả thương binh và xác người chết đều được tập trung ở bãi trực thăng hướng bắc Ngon Hô chờ phương tiện di chuyển. Đại úy xá cũng báo cáo rằng có 6 chiến xa bị cháy, hai sĩ quan và 8 binh sĩ tử trận. Hiện thời, trong 711 chỉ còn 6 chiếc M113, nên ông chi đoàn trưởng đã tái phố trí những chiếc xe này thành những pháo đài vững chắc sau tường đất. Riêng chiếc M113 có khẩu, 106 ly không giật được đặt ở góc đông nam. 711, họng súng nhắm ngay con dốc dưới trìn đồi, địa thế nơi đây, bắt buộc cơ giới phải đi theo hàng dọc từng chiếc một. 7 giờ sáng, từ hướng suối địch lại ao ao sung vong lên, chờ cho tiền quân địch tới sát bìa rào, ta mới nổ súng. Địch tháo chạy rồi, quân ta mới mau chóng ra kiểm soát kết quả. Đội đội 3 mang về gần chục khẩu AK và hai cái ba lô. Tôi mở một cái ba lô của tên cán binh vừa chết ra xem thì thấy bên trong ngoài hai bộ quần áo kaki xanh, một tấm vải dù, một cái bát, một cái muỗng bằng nhôm, một cây bút bi, còn có một bì thư đã dán kín nằm kẹp giữa một quyển sổ tay. Quyển sổ tay này là nhật ký của cán binh Lưu Sĩ Hồng, quê quán Bắc Thái. Nghe ban truyền tin báo rằng sắp có tài thương, tôi đi ra bãi trực thăng, trên tay là quyển nhật ký và cái bì thư. Sau khi thăm hỏi an ủi các thương binh, tôi cũng ngồi xẹp xuống bãi cỏ mở cái bì thư ra xem, thì thấy thư để tên người nhận là Mạc Thị Huệ ở Bắc Thái. Thư mới viết, nét chữ anh chàng cán binh này không những không được cứng cáp mà còn có vẻ ẻo là như chữ con gái. Mở đầu là một bài thơ ngắn, không rõ người viết thư đã sáng tác hay đã góp nhặt từ ai. Em ơi, em hãy nhớ lời anh giờ chia tay. Đường đi bê ngút ngàn quan tái, anh vẫn mang trên vai bóng hình người ở lại đất nước thanh bình anh sẽ về một mái tranh một mảnh vườn quê trước sân nhà anh sẽ trồng thật nhiều hoa hồng và hoa huệ anh sẽ về anh hứa với em hai chữ hồng và huệ đều viết hoa và tô đậm huệ là tên người đợi chờ hồng là tên người đi bê không biết tới bao giờ người đợi chờ mới biết tin người đi bê đã mãi mãi không về. Tôi chưa đọc tiếp xem trong quyển sổ đã ghi chép gì thì nghe từ xa có tiếng trực thăng phạch, phạch 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 vọng lại. Tôi bỏ cái bì thư và quyển sổ tay vào cái ba lô chiến lợi phẩm. Tôi đứng chờ chỉ mấy phút sau thì đồng đăng khoa xà xuống lơ lửng trên play ngon hồ. Bay với thiếu tá, đồng đăng khoa ngày hôm đó là thiếu ý Võ Văn Phương một thuộc cấp cũ của tôi ở phòng 2. Trong lúc thiếu tá khoa lo đạp mấy thùng súng M72 và đạn M16 xuống đất, thì thiếu ý phương lo đỡ mấy ông biệt động quân bị thương nhẹ lên tàu. Thấy tôi, ông Phương giơ tay chào. Tôi leo lên càng trực thăng, đưa cho thiếu ý phương cái ba lô tài liệu rồi hét lớn. Nộp cái ba lô này cho phòng hai quân đoàn. Thưa y phương chụp cái ba lô ôm vào lòng rồi nắm tay tôi ân cần ông thầy ơi nhớ cẩn thận nghe ông thầy chỉ ít lâu sau ngày cái ba lô được giao cho quân đoàn thì bài thơ của lưu sĩ hồng đã xuất hiện trên những tờ truyền đơn kêu gọi cán binh cộng sản ra chiêu hồi cũng nhờ những tờ truyền đơn này mà mấy chục năm sau tôi còn nhớ từng chữ từng câu trong bài thơ tình của người cán binh trẻ tên là Lưu Sĩ Hồng của Sư đoàn 320A Cộng sản. Công tác tải thương vừa bắt đầu thì đã nghe chóc 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 tiếng 12 ly 7 và tiếng cành cây gãy răng rác. Chiếc trực thăng vội vàng cất mình phóng thẳng xuống thung lũng hướng đông rồi biến mất trong màn mưa. Tôi đành cho lệnh khiêng các thương binh nặng đang nằm trên cáng về lại hầm thuyết trình 7 giờ 30, pháo tầm xa 122 ly và 105 ly của địch từ vùng Tây Nam lại dồn dập bắn tới tấp trên 711. Đợt pháo kích này kéo dài đúng nửa giờ thì chấm dứt, rồi tình hình bỗng trở lại yên ắng một cách lạ kỳ. Chờ 10 phút sau không thấy động tĩnh gì của địch, tôi nghi ngờ rằng chúng đang chuyển quân. Tôi ra lệnh cho chung ý danh gọi pháo binh từ ngã ba Mỹ Thạch đánh hai hàng rào cản cách 711 đúng 200m về hướng Nam và 200m chính Tây để ngăn địch. Năm phút sau, khi đơn xin pháo binh gửi đi thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Đó là thay vì đạn pháo bạn bắn từ Mỹ Thạch phải rơi ngoài hàng rào thì chúng lại rơi ngay trên đầu căn cứ 711 tôi tưởng đây là tai nạn tản đạn nên cho ngừng pháo binh rồi gửi tọa độ điều chỉnh lại ơ ơ hay những quả đạn đại bác kế tiếp vẫn rơi trên đầu quân ta tức quá tôi hét lên trong điện thoại ê danh mày là nội tuyến phải không sao mày cứ bắn lên đầu quân mình vậy lúc đó trung úy danh cũng quýnh lên trình thiếu tá Em cũng không biết vì sao tụi nó lại bắn không đúng tọa độ mình xin. Để em hỏi lại. Không lâu sau. Danh rối rít Thái Sơn ơi, nội tuyến. Pháo binh ngoài Mỹ Thạch có nội tuyến. Chúng nó sửa tọa độ xin ẩm trợ của mình. Nên xảy ra chuyện vừa rồi. Mấy thằng nội tuyến đã bị bắt rồi. 8 ba 30 Đứng trên tường đất của play Ngon Hồ, tôi thấy đồn 711 tiếp tục hứng đạn 122 ly và AT3 cứ phừng lên từng chập như chấp giật, chói lòa không khác gì một chảo lửa. Tôi ra lệnh cho đại úy xá rút tất cả những chiến xa còn lại chạy về Ngon Hồ càng nhanh càng tốt. Lệnh ban đã được vài phút thì bốn chiếc M113 nối đuôi nhau chui khỏi màn khói. Đoàn xe chạy được một đoạn trên tỉnh lộ 6C thì bị một bức tường lửa B40 hạ gục. Cùng lúc đó, là tiếng hô xung phong vang trời của hàng trăm tên địch đang dàn hàng ngang ào ào tiến lên từ trên dốc hướng Tây. Những người lính thoát ra từ bốn chiếc M113 vội vàng nhào xuống núp dưới cái thông thủy bên cạnh tỉnh lộ 6C ngay lập tức tất cả M113 của đại úy xá trên Blaine Ngon hô được lệnh quay súng về bên phải để tưới đạn lên đoàn quân Việt Cộng vừa xuất hiện. Đơn vị địch mới tràn sang từ hướng Tây là tiểu đoàn K1 của E48 Cộng sản. Tiểu đoàn K1 là một trong chín tiểu đoàn chủ công của trận đánh này, nhưng đã tới trễ vì gặp trở ngại khi vượt sông La Mơ. Địa thế vùng Bắc của đồn 711 hoàn toàn bằng phẳng và trống trải. Do đó đối mặt với M113 thì K1 phải tháo chạy. Ngày di chuyển từ Plemer ra đây, tôi chỉ đem theo một khẩu cối 4.2 và 300 viên đạn. Cối 4.2 tức là cối 106 ly khẩu 4.2 này do Mỹ để lại, nằm ngoài bảng cấp số, do đó chỉ có những thùng đạn tồn trữ trong Playmare. Bao giờ Playmare không còn loại đạn này, thì khẩu súng này cũng coi như đồ bỏ. Từ khuya hôm nay, một nửa số đạn đem theo đã được tôi sử dụng đánh trên trục tiến của địch vùng một cây số nam của đồi tử chiến. Giờ đây, tôi bắt buộc phải dùng khẩu cối này để bắn bao trùm một vành cung hướng Tây. Của 711 thì chắc chắn không lâu sẽ chẳng còn viên đạn nào. Lúc này bên ngoài tường đất hướng Tây của 711 xuất hiện từng chùm lửa đỏ lóe lên với những cụm khói đen bốc cao cùng tiếng oành oành liên tiếp nhau. Như vậy là công binh Việt Cộng bắt đầu dùng Bangalore để phá rào tôi gọi trung úy thọ và ra lệnh chúng nó đang phá rào chú cho anh em dùng lựu đạn tối đa để chặn không cho chúng nó xung phong đi lựu đạn nổ đùng đùng trên bờ tây 711 một hồi thì không thấy bộc phá nữa lại một đợt pháo 105 ly và 122 ly kéo dài 10 phút thêm hai chiếc M113 thoát chạy ra cổng rồi cũng bị B-40 bắn cháy ngay trước cổng. Hình như có ba bốn anh lính kỵ binh phóng ra khỏi xe chạy nhanh sang Blaine Ngon Hồ. Như vậy tính tới giờ này ta đã thiệt mất 12 chiếc M113. Đại úy xá báo cáo với tôi. Hiện thời tôi chỉ còn có 6 chiếc M113 mà cũng sắp hết đảng rồi. Thái Sơn tính sao? Tôi trả lời không suy nghĩ. Chờ đi, chút nữa tôi sẽ gọi máy bay tới. Đặt đạn xuống cho anh. Pháo chấm dứt. Công binh Việt Cộng lại bắt đầu dùng băng phá hàng rào hướng Nam, nơi có hai ụ pháo bình cụ. Khói bộc phá vừa tan, thì địch quân đã ào qua tường đất cùng với tiếng AK. Canh canh, canh canh, nổ giòn giả ngoài ra còn có tiếng thúc quân oang oang. Xung phong, xung phong, của địch phát đi từ một chiếc loa cầm tay. Cùng lúc đó là tiếng Trung úy Thọ la thất thanh trong máy. Tụi nó đã chiếm mất nửa phần nam căn cứ rồi. Thái Sơn ơi, em đánh dấu khói vàng. Thái Sơn cứ cho pháo binh bắn từ đó về nam cho em đi. Trên đồn 711, bóng người chạy xuống, chạy lên thoăn thoát ẩn hiện trong màn khói. Sau khi chỉ cho Trung Ý Danh mục tiêu cần trực xạ, tôi chạy sang khu thiết giáp, ra lệnh cho đại úy xá bắn tập trung vào đoạn tỉnh lộ 6C, tiếp giáp với bờ nam của 711, rồi gọi cho thọ. Chú cho anh em từ từ rút ra đường rồi chạy thẳng sang khu thiết giáp anh đã ra lệnh cho em M113 bắn cản đường cho chú chạy đó. Năm phút sau có tiếng thọ vừa thở hồn hển vừa theo thào. <laughs> em bị em bị gãy chân rồi, Thái Sơn ơi. Tôi ra khỏi hầm truyền tin cho lệnh chuẩn ý trâm Chú đem toàn bộ trung đội trinh sát đi cứu thằng thọ mau lên. Tôi đã nhìn rõ các hướng tiến của địch. Nếu có thêm quân, thì tôi dư sức đánh bọc trái hay bọc phải để giải tỏa áp lực của chúng. Khổ nỗi, hiện thời trong tay tôi chỉ còn đại đội 3 cùng 6 chiếc M113 thiếu đạn, hai khẩu 155 ly, cũng chỉ còn vài chục viên. Nếu sau khi thanh toán xong đồn 711 mà Việt Cộng thừa thắng tràn sang Plei ngon Hô, chắc chắn tôi sẽ nguy to. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong tập 2 của hồi ký cao nguyên sau đỉnh chiến. Trân trọng mời quý vị đón nghe tiếp tập 3 vào ngày kế tiếp. Xin hẹn gặp.